Một phiên giảm điểm mạnh với khối lượng rất lớn và cao nhất trong khoảng độ 2 tuần trở lại đây, giảm đến 9.88 điểm và tương đương với 0.77%. Thanh khoản cao tạo nên phiên phân phối thứ tư trong khoảng độ 3 tuần trở lại đây. Và đây đang là một khu vực gặp cái áp lực bán rất lớn. Thế thì liệu đây có phải là cái sự kết thúc của một cái xu hướng tích lũy kéo dài trong khoảng gần nửa năm vừa qua và bắt đầu cho một cái xu hướng giảm mới hay không? Thế thì đâu sẽ là cái điểm cân bằng, nguồn gốc của cái việc giảm điểm này nó đến từ đâu và đâu sẽ là cái thời khắc mà chúng ta có thể nhìn thấy các cái cơ hội quay trở lại? Thì ở video ngày hôm nay, Hoàng sẽ chia sẻ với mọi người về các cái câu hỏi trên cũng như là phân tích với mọi người để chúng ta hiểu rõ tại sao chúng ta sẽ phải hành động như thế nào trong giai đoạn tới. Đầu tiên sẽ đi sâu chi tiết hơn vào cái phiên giao dịch ngày hôm nay, một phiên giảm điểm có thể nói là tương đối mạnh trong suốt cả giai đoạn vừa qua, áp lực bán chủ động gia tăng. Thế thì tại sao nó lại xuất hiện cái lực bán ra chủ động như vậy? Thực ra là cái việc setup cho một cái phiên giảm này thì nó đã xuất hiện trong suốt những giai đoạn vừa qua rồi, và ít nhất trong khoảng 2 tuần vừa qua. Và trong khoảng độ 3 đến 4 video trở lại đây, TVI cũng đã chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện là đã xuất hiện những cái sự lỏng lẻo trên các cái cổ phiếu dẫn dắt, và thậm chí là đã xuất hiện sự lỏng lẻo trên biến động của thị trường trong những phiên vừa qua rồi, đúng không ạ? Và thậm chí trong các bản tin trong tuần, TVI cũng luôn chia sẻ với mọi người về cái việc là chúng ta phải giữ tỷ trọng ở mức phù hợp. Thì tại sao cái câu chuyện đó lại đến? Mọi người có thể xem, nếu ai chưa xem, mọi người có thể xem kỹ lại ở cái video ngày hôm qua. Thì hôm nay ở đây thì Hoàng sẽ nói qua nhanh hơn một chút. Đó chính là cái sự lỏng lẻo bắt đầu xuất phát từ cái việc là liên tục tạo gap ở trong cái vận động của index trong những phiên vừa qua. Và chúng ta thấy là đáng nhẽ ở trong một cái khu vực thu hẹp về biến động và chặt chẽ dần thì chúng ta sẽ không nên thấy được những cái phiên giao dịch mà nó liên tục tạo gap lấp gap ở trong phiên, đúng không ạ? Đấy chính là một cái biểu hiện của cái sự suy yếu về mặt dòng tiền. Tức là chỉ có những giai đoạn mà tiền yếu thì thị trường mới tạo gap lên và gap xuống thôi, đúng không? Gap và lấp trong phiên thì đấy là biểu hiện của những giai đoạn tiền yếu, dòng tiền không sẵn sàng tham gia ở mọi mức giá, thì cho nên nó mới xuất hiện những cái khoảng trống và tạo nên cái việc tạo gap. Và câu chuyện thứ hai nữa mà chúng ta cũng thấy được trong những giai đoạn vừa qua, đó chính là cái sự suy yếu và cái sự lỏng lẻo dần, đúng không? Sự kéo dài và không xuất hiện được cái sự bùng nổ luân phiên đến từ các cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Chúng ta cũng đã thấy được ở ngân hàng, những cái cổ phiếu ngân hàng cũng đã bật tăng ở ngày thứ 6 tuần trước, nhưng không mang theo đó là sự đồng thuận, đúng không? Không mang theo đó là sự đồng thuận. Ví dụ ACB ở tuần trước, thứ 6 tuần trước đây, chúng ta không thấy sự đồng thuận. Hay là MB Bank, Techcombank ở tuần trước, chúng ta cũng không thấy được sự đồng thuận đến từ các cái nhóm cổ phiếu khác, mà chỉ có một mình cổ phiếu đấy bật tăng thôi. Chúng ta gọi đó là một cái sự bùng nổ hơi vội vàng, đúng không? Hơi vội vàng một chút. Thì cái việc mà vội vàng như vậy thì nó sẽ tạo nên một cái khoảng trống giữa kỳ vọng và thực tế. Thì cái việc mà quay trở lại và lấp đi những cái khoảng kỳ vọng như vậy, nó cũng có thể sẽ tạo nên một cái đà bán, đúng không? Nó sẽ tạo nên một đà bán và nó sẽ tạo nên cái kết quả là cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Đấy. Cho nên là cái việc giảm điểm ở ngày hôm nay nó chỉ là cái kết quả của suốt cả một cái quá trình tích lũy và lôi kéo bùng nổ không thành công, đúng không ạ? Nó không có một yếu tố nào bất ngờ ngày hôm nay cả, chỉ đơn giản đây là một cái quá trình tích lũy không thành công mà thôi. Thế thì cái việc không tích lũy không thành công như vậy nó sẽ kéo dài đến bao giờ? Thì thực ra là chúng ta đang có một cái pha dừng chân lại ở quanh khu vực MA50. Cái việc dừng chân lại đây ý, nó không có nghĩa rằng là index sẽ dừng giảm luôn, mà chúng ta sẽ cần phải thấy được cái sự lôi kéo trở lại của dòng tiền trong những phiên tới. Bởi vì Hoàng cũng chia sẻ với mọi người trong những giai đoạn vừa qua rồi là đặc biệt trong những cái khu vực mà vôn thấp như này, đúng không? Trong những khu vực vôn thấp như thế này thì nó rất dễ xảy ra những cái bẫy tăng giá và thậm chí cả những cái bẫy giảm giá. Tức gọi là chúng ta hay gọi thuật ngữ là bull trap và bear trap ấy. Thực ra là trong những giai đoạn như này rất có thể sẽ có những phiên rũ xuống và sau đấy nó cũng sẽ giật ngược lên ngay lập tức. Nhưng chúng ta nếu như cứ FOMO theo từng phiên như thế vậy thì rất dễ là chúng ta sẽ mua vào những cổ phiếu mà nó bị diễn biến lỏng lẻo và rất dễ rơi vào trạng thái là phải cứ đi theo đuôi thị trường. Đấy, cho nên là với những cái diễn biến như ngày hôm nay thì Hoàng chia sẻ mọi người rằng là chúng ta vẫn nên tiếp tục chờ đợi, và duy trì tài khoản mình một cái mức phù hợp để chờ đợi cái gì? Chờ đợi cái sự tham gia trở lại của dòng tiền và dấu hiệu cân bằng trở lại của chỉ số đấy, đúng không? Bởi vì như phiên ngày hôm nay mọi người thấy được rằng là cái mức độ tác động ở ngày hôm nay đây, mọi người có nhìn có thể thấy đây, các cổ phiếu thuộc nhóm VN30 và các cổ phiếu lớn nhé, ví dụ như MB, ACB, Masan, CTG, Vietcombank, FPT, BIDV và cả GVR, đúng không? Rất nhiều các cổ phiếu lớn nó đều bị tuột ra khỏi các cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng, và thậm chí là đây là những cái cổ phiếu mà nó đã gồng gánh index trong suốt cả giai đoạn vừa qua. Thì rõ ràng đây đang là những cái tên tuổi đầu tiên giảm điểm mà chúng ta sẽ cần phải lo lắng, đúng không ạ? Trong khi đó ở chiều ngược lại thì những cổ phiếu nào tăng? Vinhome thì rõ ràng là nó tác động lên chỉ số, nhưng chúng ta phải biết một điều rằng là trong từ xưa đến giờ ấy, cái việc Vinhome kéo hay là các cổ phiếu họ nhà Vin kéo thì chúng ta hay nói đùa với nhau là chưa bao giờ nó là tốt cả, đúng không ạ? Nhưng bên cạnh đó một vài cái cổ phiếu khác, đây là những cổ phiếu nó không mang tính đại diện cho dòng tiền,
đúng không? Những cổ phiếu nó rất là có tính gọi là game ấy, mà người hình dung được câu chuyện đấy đúng không? Đúng không? Vinhome thì có cái câu chuyện là mua cổ phiếu quỹ này, AIB thì cũng là cái câu chuyện là sát nhập với mua bán gì đó. Cái này thì chúng ta chưa bàn đến, nhưng bản chất là đây đều là những cổ phiếu, đúng không? GMD, một loạt cái cổ phiếu phía sau, đây đều là những cổ phiếu mà nó không mang tính dẫn dắt cho dòng tiền. Đấy chứ ạ? Toàn là những cổ phiếu mang tính là game riêng lẻ cả. Cho nên cái việc mà để nó đại diện cho cái sức mạnh của dòng tiền ở thời điểm hiện tại thì Hoàng nghĩ là không phải. Đúng không? Hoàng nghĩ là không phải. Cho nên là chúng ta cũng sẽ phải rất là cảnh giác với cái việc là chỉ số thì có thể nó không giảm quá mạnh. 10 điểm giảm hôm nay thì không phải là quá lớn đâu. Nhưng chúng ta cũng phải đánh giá được rằng là các cái cổ phiếu dẫn dắt của mình ấy, nó đang ở trong trạng thái như thế nào. Và với việc chỉ số chưa giảm quá mạnh thì nó cũng chưa tạo nên một cái sự hoảng loạn nào ở đây cả. Mà rõ ràng chúng ta thấy được rằng là ở ngày hôm nay cuối phiên nó còn rút chân nhẹ cơ. Rút chân nhẹ, và thậm chí là các cổ phiếu phía trên dạng như ở Techcombank hay là một vài cổ phiếu nó chỉ giảm nhẹ, VPBank cũng tương tự như thế, rút chân ở MA20 và thậm chí là hôm nay còn gần như là về quanh tham chiếu, không có dấu hiệu giảm. Thì rõ ràng là gì ạ? Là chưa có một sự hoảng loạn nào đây cả. Mà chưa có sự hoảng loạn với cái áp lực bán như thế này và cường độ bán nó vẫn đang rất mạnh ở trong phiên thì Hoàng tin là nó vẫn sẽ còn ẩn chứa khá nhiều rủi ro ở dạng phía trước, đúng không? Ẩn chứa khá nhiều rủi ro về câu chuyện giảm điểm tiếp để thu hút dòng tiền và lôi kéo được dòng tiền mới tham gia trở lại vào thị trường. Cho nên là ở thời điểm hiện tại, Hoàng khuyến nghị mọi người rằng là chúng ta vẫn nên duy trì tài khoản ở một cái mức phù hợp, đúng không? Không nên quá vội vào cái việc là ngày mai có thể đặt tăng trở lại đấy, nhưng mà đấy không phải là cái thời điểm mà chúng ta tham gia, đấy chứ ạ? Và cái vùng cân bằng của chúng ta tiếp theo, nếu như ngày mai chúng ta vẫn tiếp tục đóng dưới mốc 1270 thì sẽ chúng ta sẽ có cái mốc hỗ trợ tiếp theo ở quanh khu vực 1240, tức là đáy cũ của khu vực ở trước đây, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ theo dõi lại khu vực này, bởi vì bản chất là nếu như nó lùi về đây thì cái xu hướng tăng nó vẫn chưa bị phá bỏ, mà về cơ bản là chúng ta sẽ phải đánh mất cái mốc thấp nhất đây là 1227. 1227 thì lúc đấy gọi là mất phiên vùng của tối đa, lúc đấy là cái xu hướng tăng lớn nó mới bị xuyên thủng mà thôi. Còn ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ tìm những cái vùng hỗ trợ thấp hơn để tìm kiếm các cái vùng cân bằng tại đó, đấy chứ ạ? Đi sâu chi tiết hơn vào các cái nhóm cổ phiếu mà nó đang tác động một cách tiêu cực lên thị trường ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ bắt đầu từ banh. Ví dụ như chúng ta có MB ở đây, sau một cái giai đoạn tích lũy Hoàng cũng chia sẻ mọi người rồi là cái việc diễn biến bắt đầu lỏng lẻo ở những cái phiên vừa qua ấy, thì Hoàng nói đây sẽ là một cái giai đoạn mà các cổ phiếu ngân hàng nó sẽ phải chịu một cái sức tải rất là lớn, đúng không? Và thị trường nó cũng sẽ chịu một cái áp lực rất lớn đến từ nhóm ngân hàng, bởi vì bản chất là những cái khu vực tích lũy mà nó kéo quá dài nhưng không xuất hiện một cái phiên lôi kéo nào đủ tin cậy và lôi kéo được đủ cái sự đồng thuận đến từ các cổ phiếu cùng nhóm ngành ấy, thì nó sẽ bắt buộc phải lùi trở lại để tìm kiếm cái sự đồng thuận từ các cổ phiếu trước, đúng không? Hôm qua Hoàng cũng mô tả mọi người rất là rõ về cái việc là khi mà trong một nhóm ngành mà chúng ta có một nghịch lý là những cổ phiếu tích lũy chặt chẽ và lâu dài mà nó không bật, thì mà nhưng mà các cổ phiếu mà chỉ những nền ngắn, những cái cổ phiếu mà không mang tính đại diện cho sức mạnh dòng tiền mà nó bật ấy, thì lúc đó chắc chắn sẽ phải có một cái sự cân bằng nào đấy trở lại, đúng không? Thì tức là một là một nhóm nó phải lùi xuống để nó lấy tiền, hai là nhóm kia nó phải cố gắng kiếm thêm tiền để nó bật lên, tăng bằng với cả cái nhóm đã chạy. Đấy, thế thành ra là cái việc cân bằng đấy nó đang được diễn ra ở thời điểm hiện tại. Cho nên chúng ta có thể thấy được rằng là ví dụ như MB hay là những cổ phiếu như là CTG hay ACB trong những phiên vừa qua, đúng không? Mặc dù đã có những nền giá tích lũy rất tốt ở quanh vùng đỉnh cũ rồi, nhưng mà chúng ta vẫn đang thấy được rằng là cái việc vi phạm ở những cái vùng giá nền giá ngắn hạn, đúng không? Đây là cái áp lực bán nó bắt đầu tăng lên ở các cổ phiếu này. Cho nên là trong những phiên tới, Hoàng nghĩ là mọi người vẫn sẽ phải thực sự là theo dõi, chứ chưa thể nào tham gia quá vội được, bởi vì bản chất là những cổ phiếu này là những cổ phiếu đại diện cho cái dòng mạnh nhất của thị trường chung, là đã vượt đỉnh, thậm chí là vượt đỉnh thời đại và vượt đỉnh gần nhất là vượt đỉnh 52 tuần, đúng không? Đã vượt đỉnh. Đây là những cổ phiếu mà nó đại diện cho sức mạnh của thị trường chung. Đây đều là những cổ phiếu đã vượt đỉnh thời đại, tức là những cái cổ phiếu nó mang sức mạnh rất mạnh của dòng tiền rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó quay trở lại, nó test lại nền cũ. Thế thì liệu những cái cổ phiếu còn lại, những tên tuổi còn lại, nó có duy trì được hay không? Thì cái đấy mới là một cái câu hỏi lớn. Đó, ví dụ như ACB hôm nay quay trở lại test nền sau những cái lần thu hẹp biến động tích lũy rất chặt chẽ đây rồi, đúng không ạ? Thì có phiên thứ 6 là hơi lỗi một chút là nó nhấc lên một cái, nhưng mà cuối phiên lại không thấy được sự đồng thuận, thế lại bắt đầu phải lùi lại và tiếp diễn cái đà bán đó. Thì ngày hôm nay là rất nhiều cái áp lực bán là sổ ra và không giữ vững được cái biên độ thu hẹp biến động vừa rồi và lùi lại test lại đỉnh cũ. Thì thực ra cái việc test lại đỉnh của những cổ phiếu vượt đỉnh là chuyện bình thường, nhưng chúng ta sẽ phải hình dung được rằng là một khi những cổ phiếu test đỉnh, vượt đỉnh mà quay lại test đỉnh ấy, thì những cái cổ phiếu mà ngang đỉnh thì nó sẽ diễn biến như thế nào, đấy mới là cái chúng ta cần phải lo lắng, đúng không? Ví dụ như kiểu cái đội Techcombank, ví dụ những cổ phiếu này, CTG, MB hôm nay là có giảm rồi, đúng không? MB hôm nay giảm này, quay lại test đỉnh này, đây là đã vượt đỉnh rồi nhá, quay lại test này. CTG chưa vượt,
nhưng mà sau đó thì quay trở lại test sâu hơn ở trong vùng nền giá cũ, lùi về nền giá cũ này, hay là kiểu bây giờ Techcombank đúng không, cũng chưa vượt. Nhưng nếu như trong trường hợp mà mọi người hình dung những cái cổ phiếu ngang đỉnh như thế này nó lùi về lại nữa thì cái áp lực bán nó sẽ tăng lên như thế nào, thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý trong những phiên tới, đấy chứ. Còn đương nhiên thì có vẫn bên cạnh đó vẫn có những cổ phiếu rất là khỏe như là EIB hay là VPBank chẳng hạn, đúng không? Nhưng cái những cái cổ phiếu này nó lại không mang tính đại diện cho dòng tiền, mà đều là những cổ phiếu chạy xong, đúng không? Mà những cổ phiếu chạy theo game chứ không phải là nó chạy theo cái sự đồng thuận của toàn bộ nhóm ngành. Thế thành ra đây sẽ là những cổ phiếu nó mang tính riêng lẻ nhiều hơn, đúng không ạ? Cho nên là nếu như chúng ta vẫn đang nhìn vào những cổ phiếu này để đánh giá sức mạnh của nhóm ngân hàng thì họ nghĩ là chúng ta sẽ cần phải xem lại một chút, bởi vì nếu như chỉ nhìn vào đây chúng ta sẽ rất dễ bị đánh giá sai, được chưa? Bên cạnh đó một vài cổ phiếu blue chip khác như là GVR này, hôm nay nó cũng có một cái phiên giảm điểm rất là mạnh, đúng không? Giảm đến 6%, mặc dù trước đó thì chúng ta cũng đã có một khu vực tích lũy. Đây, cũng tương tự như thế thôi, thu hẹp biến động này, thu hẹp biến động dần dần tích lũy trở lại. Đó. Tuy nhiên thì sau đấy thì rơi nền, gãy luôn cả cái nền trước và chui trở lại test lại nền sau luôn, đúng không? Nền trước đấy nữa. Đó, GVR rồi cả rất nhiều các cổ phiếu lại như FPT ngày hôm nay cũng tương tự như thế. FPT hôm nay cũng tương tự như thế, đúng không? Bật tăng, một phiên bật tăng rất viên mãn với khối lượng gọi là tương đối cao, đúng không? Cao gần như ngang mức kỷ lục ở rất nhiều giai đoạn trước, nhưng sau đó thì không lôi kéo được thêm tiền mới vào, đúng không ạ? Không lôi kéo thêm tiền mới vào thì bây giờ quay trở lại, chui lại trong nền và lùi lại để kiếm dòng tiền mới, thì rõ ràng là chúng ta cũng đang rất kỳ vọng vào việc test lại đây, sau đấy thì bật lên, đúng không? Rất kỳ vọng vào việc đó, nhưng mà cái việc đấy không thành công, cho nên là cái việc điều chỉnh trở lại thì nghĩ là cũng là một cái xu hướng điều chỉnh bình thường trong bối cảnh hiện tại mà thôi. Đấy, còn đương nhiên đối với cổ phiếu thì rõ ràng cái việc điều chỉnh như này là không tốt rồi, là xấu rồi, đúng không ạ? Một cái leader, một cái blue chip mà nó lùi lại như thế này thì rõ ràng đây không phải là một câu chuyện tốt. Tương tự với cả Thế Giới Di Động cũng thế, thì thực ra Thế Giới Di Động thì nó không phải là cổ phiếu tích lũy gần đỉnh, đây chỉ là một cổ phiếu gọi là khá ở trong nhóm ngành mà thôi, đúng không ạ? Gọi là nó vẫn duy trì được trend tăng thôi, chứ bảo sức mạnh so với cổ phiếu kia thì không phải. Cổ phiếu Thế Giới Di Động hôm nay, sáng hôm nay thì cũng có một cái thông tin, đó là quay trở lại rổ VN Diamond, cho nên là cũng có một vài cái diễn biến tích cực ở đầu phiên sáng. Tuy nhiên thì đến cuối phiên không chịu được cái áp lực của thị trường, cho nên là vẫn sẽ lùi lại và kiểm định quanh cái khu vực kháng cự mà thôi. Đấy, thì có lẽ với cả Thế Giới Di Động thì chúng ta vẫn sẽ theo dõi tiếp khu vực này và sẽ cần trở lại trên khu vực 68, đúng không? Vượt lên trên khu vực 68 thì lúc đấy chúng ta sẽ có cơ hội để tham gia nhiều hơn. Còn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn sẽ nhìn vào thị trường đã, thì chúng ta sẽ quyết định, thấy chưa? Masan. Đối với Masan thì sau 5 phiên tích lũy quanh vùng đỉnh không thành công thì hôm nay đã có một cái phiên rũ bỏ trở lại rồi. Cái việc rũ bỏ trở lại ở đây thì tôi nghĩ là cũng là một cái diễn biến nào tương đối là bình thường đối với cả Masan. Đối với Masan thôi nhé, chứ còn để mà bảo là đối với cái nền giá ở thời điểm hiện tại này thì họ đánh giá không phải là một cái việc tốt với những ai mua trên nền giá này, đấy chứ. Nó chỉ tốt cho cái việc là lùi lại và lấp lại cái khu vực hỗ trợ, khu vực phía dưới ở đây có thể sẽ những phiên tới sẽ test lại đâu khoảng 77x ở đây, và sau đấy rút chân đi lên, hoặc nếu như giật luôn lên vào ngày mai và tiếp tục duy trì ở cái vùng tích lũy quanh đỉnh thì đây sẽ là một cái pha rũ bỏ trong nền tương đối tích cực, đấy chứ. Đối với Masan thì nó vẫn đang tạo ổn, nhưng mà cái việc lùi lại ở đây của đa phần các cái cổ phiếu mạnh trong giai đoạn vừa qua ấy, thì đây là một cái dấu hiệu không mấy tích cực của thị trường chung, nên là chúng ta sẽ cần phải rất chú ý. Hay là một vài cổ phiếu hôm qua cũng có chia sẻ với mọi người, ví dụ như kiểu là P&G, mặc dù nó không công mang tính đại diện đâu nhé, mặc dù không mang tính đại diện nhưng rõ ràng trong giai đoạn vừa qua VN30 là cái nhóm cổ phiếu, là cái nhóm chỉ số dẫn dắt, đúng không? Dẫn dắt cho toàn bộ thị trường chung luôn, nhưng mà hiện tại VN30 nó đang có dấu hiệu bị bán tương đối nhiều, đúng không? Bị bán tương đối nhiều, và thậm chí là các cổ phiếu cấu thành nên trong cái gì chiều rổ chỉ số VN30 nó cũng đang bị suy yếu đi đáng kể. PNG này, rồi cả RE này, đúng không ạ? RE hôm nay nó cũng bắt đầu có dấu hiệu là đâm thủng cái vùng giá thấp ở phía dưới, thì với RE thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải theo dõi thêm trong giai đoạn tới. Đương nhiên thì cái mức ảnh hưởng của RE lên cái chỉ số hay là lên thị trường thì nó không phải là quá cao, nhưng mà chúng ta hình dung là một khi mà trong rổ chỉ số đã có những cổ phiếu nó đâm thủng như này thì nó rất có thể nó cũng sẽ tác động lên cái tâm lý của nhà đầu tư ở lên các cái cổ phiếu khác, nên thành ra là những cổ phiếu như này mọi người cũng sẽ cần phải lưu ý nhé. Có một nhóm cổ phiếu nữa mà hôm nay thì nó cũng đi ngược lại hoàn toàn so với diễn biến của thị trường chung, đó là bất động sản. Bất động sản thì hôm nay là một cái phiên khá tích cực. Cái việc mà bất động sản tích cực trở lại ở đây thì họ cho rằng đây cũng thực ra đây cũng là một cái dấu hiệu tốt thôi, đúng không? Dấu hiệu tốt thôi. Rõ ràng là dòng tiền nó cũng đang có cái dấu hiệu là luân phiên, nó cũng chảy trong thị trường chứ nó không đứng yên một chỗ, đúng không? Nó không chỉ là bán ào ạt ngân hàng và nó dừng lại đấy, nó rút ra ngoài, nhưng nó chuyển sang được các nhóm cổ phiếu khác thì đánh giá là cũng tương đối là ổn về cái mặt luân phiên.
Còn đối với cả vận động của các cái chỉ số, các cổ phiếu ở nhóm bất động sản thì có lẽ chúng ta sẽ vẫn theo dõi tiếp cái hành trình tạo đáy của nhóm cổ phiếu này thôi. Chứ còn để bảo là bây giờ có mua được với bất động sản hay không thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn chưa nên tham gia với nhóm cổ phiếu này. Vì bản chất là như hôm nay thì HDC là cổ phiếu tăng mạnh nhất, đúng không? Nhưng đây là mọi người chỉ nhìn ngắn hạn thì nó như này thôi. Nhưng nếu như chúng ta kéo dài ra nhé, chúng ta kéo dài ra thì thực ra đây chỉ là một cái chấm nhỏ, một cái chấm rất nhỏ trong suốt cả cái hành trình. Bây giờ nếu như nó bảo là muốn tạo thành một con sóng thì rõ ràng nó sẽ có rất nhiều vấn đề để chúng ta nói ở đây, đúng không? Có rất nhiều chúng ta vấn đề để chúng ta nói ở đây. Đấy, chưa thoát được, chưa bứt thoát được khỏi trend thì nó rõ ràng là cực kỳ nhiều vấn đề chứ không phải không. Đấy, tương tự với cổ phiếu khác tương tự như thế. Đấy, Đạt Phương còn tạm ổn hơn cả HDC nhé. TCH cũng tương tự như vậy. Đấy, PDR hôm nay chỉ có Vinhome là vẫn duy trì được đà tăng, hôm nay vẫn tăng điểm thì rõ ràng Vinhome đang là một cái gì đấy nó khác biệt và nó khác hoàn toàn so với cổ phiếu nhóm bất động sản, nên chúng ta không thể nào lấy một cái đại diện như thế này, mang tính cá biệt như thế này để đánh giá cho cả nhóm được. Nên là đối với bất động sản thì cá nhân nào vẫn khuyến nghị mọi người là chúng ta nên theo dõi, được chưa? Nên theo dõi trong những tới thôi, còn mua thì chưa. Quay trở lại với thị trường chung một chút thì chúng ta có một vài cái lưu ý như sau. Thực ra cái nói tiêu cực từ nãy đến giờ thì có lẽ là mọi người cũng hiểu rồi, đúng không? Cũng biết là giảm điểm thì ai cũng nói tiêu cực được. Nhưng vấn đề là sau cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ có gì, đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn sẽ nhắc lại câu chuyện ở ngày hôm qua thôi. Chúng ta vẫn đang đứng trước ngưỡng cửa của rất nhiều những thông tin quan trọng. Và quan trọng nhất, và cho rằng đó chính là cái câu chuyện công bố kết quả cái quý 3 trong giai đoạn sắp tới. Có một cái đặc điểm chung ở những cái giai đoạn này đó chính là cái câu chuyện là đây, ở những cái vùng mà có chia sẻ mọi người ở những video trước ấy, đó là ở trước những cái đợt mà xuất hiện các cái sự đảo chiều về mặt xu hướng lớn thì nó sẽ luôn có những cái pha vận động ngược lại so với cái xu hướng đó, đấy chứ ạ. Thì mọi người hình dung là đây, ví dụ như kiểu năm 2022 đi, sau một cái trước một cái xu hướng lớn là một xu hướng giảm, đúng không? Chúng ta liên tục có những cái pha kéo tăng và kéo tăng rất mạnh về đỉnh cũ, đúng không? Kéo tăng đây từ khu vực này, kéo tăng rất mạnh cho đến khi ra hết báo cáo kết quả kinh doanh thì lúc đấy cái đà giảm mới bắt đầu, đúng không ạ? Còn ở thời điểm năm 2023 cũng tương tự như thế, nhưng nó ở chiều ngược lại. Thì trước đó chúng ta có một cái nhịp giảm điểm, đúng không? Chúng ta có một cái nhịp giảm điểm điều chỉnh trước khi mà ra hết kết quả kinh doanh, và sau đó thì một cái đà tăng rất lớn nó diễn ra, đấy chứ ạ? Còn ở thời điểm hiện tại thì sao? Rõ ràng là chúng ta đang ở trong một cái xuống đi ngang giống như hai lần trước đó. Và nếu như đây là một cái nhịp điều chỉnh, đúng không? Như một cái nhịp điều chỉnh và rũ bỏ, thì rõ chúng ta hoàn toàn có kỳ vọng rằng là khi mà tất cả con số liên quan đến câu chuyện kết quả kinh doanh quý 3 ra, đúng không? Nó cũng sẽ tạo nên một cái động lực, một cái sự rũ bỏ đủ lớn trước khi một cái xu hướng tăng thực sự nó bắt đầu. Đấy, thì đấy sẽ là một cái kỳ vọng mà chúng ta sẽ theo dõi trong giai đoạn tới. Bởi vì bản chất là Hoàng cũng rất là thích cái việc là chúng ta sẽ có một sự rũ bỏ rõ ràng, thay vì là chúng ta cứ đi ngang mà không tìm kiếm được sự đồng thuận trên toàn bộ thị trường. Cái việc đấy sẽ là một cái điều cực kỳ tệ hại cho một cái đà tăng lâu dài, đúng không? Chúng ta đã nói với nhau rồi, đúng không? Tăng phân hóa thì chỉ có một vài cổ phiếu tăng thôi, mà nó phải tạo nên sự bùng nổ luân phiên, mà từ bùng nổ luân phiên thì nó mới tạo nên một con sóng tăng lớn được. Cho nên là cái việc điều chỉnh hay là rũ bỏ ở thời điểm hiện tại thì nó không phải là một cái vấn đề gì đấy quá lớn, mà có lẽ là sau cái nhịp rũ bỏ này chúng ta sẽ thoát được cái việc là đi ngang trong biên độ hẹp và liên tục chịu tra tấn cái việc là thanh khoản thì thấp, biên độ biến động thì hẹp mà ít cơ hội, đúng không? Nó cũng không vui vẻ gì cả. Cái việc thà là chúng ta rũ bỏ hết một lần rồi sau đấy chúng ta sẽ có một cái pha tăng trở lại tích cực, thì tôi nghĩ là đấy sẽ là một cái mà nó tốt hơn cho cái việc vận động chung của thị trường trong dài hạn, đấy chứ. Còn xu hướng của index thì nó vẫn sẽ không bị phá bỏ, vẫn đang là xu hướng tăng, và thậm chí bây giờ chúng ta sẽ đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ để là xu hướng tăng bị đe dọa thôi, đúng không? Gọi là xu hướng tăng bị đe dọa bởi vì chúng ta đang có 4 phiên phối. Vùng hỗ trợ tiếp theo của chúng ta sẽ theo dõi quanh cái mốc 1240 và tìm điểm cân bằng quanh khu vực này, đấy chứ. Quanh từ 1240 đến 1270, quanh khu vực nó có thể dừng chân ở đâu đó giữa quanh khu vực này đây, nên là chúng ta cũng chưa thể nào đánh giá được. Đấy, hành động ở thời điểm hiện tại thì TVI khuyến nghị rằng chúng ta nên duy trì tỷ trọng tối đa ở mức 50% cổ phiếu thôi và 50% tiền mặt, bởi vì bản chất là sau khi ra kết quả kinh doanh xong thì chúng ta có nghĩ rằng chúng ta sẽ vẫn có rất nhiều cơ hội để mọi người có thể tham gia được, nên là ở thời điểm này chúng ta cũng chưa cần phải quá lo lắng mà hãy sẵn sàng cho những cái cơ hội sắp tới. Các cơ hội thì sẽ được TVI liên tục cập nhật trên kênh chứng khoán TVI, thì mong mọi người sẽ đón xem và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà.